Ôi, phải nói là một cái vị trí anh em mà núp trên này thì đúng là địch nó bó tay không ạ. Đấy, thú vị không? Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, shopsikeo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may free fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu vip, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Ok, hôm nay thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục trong chế độ đấy là xây và trượt nha. Dành cho những anh em nào thắc mắc thì hiện tại mình đang chơi trên server Thái Lan, thế nên là cái con nick này nó hơi cùi. Với lại thì chế độ xây và trượt ấy, hiện tại thì nó sẽ không có sẵn ở trên server Việt Nam, nên là mình không có chơi tại Việt Nam nha. Ok, thì đầu tiên là anh em sẽ phải lượm rất là nhiều bom gạch. Đến với video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái thí nghiệm vô cùng là vui nhá. Đó, ok, thì tí nữa tôi sẽ tiết lộ cho anh em nhá. Còn bây giờ thì nhiệm vụ của chúng ta vẫn là chuẩn bị thật là nhiều những cái bom gạch. Đơn giản là để thực hiện được cái thử thách này thì chúng ta cần có drone thính và cần có bom gạch này. Đấy, lượm càng nhiều thì càng tốt luôn nhá. Các bạn thì mình sẽ xây một cái tháp rất là cao, rất là cao anh em ạ. Ui, vãi trưởng, đùa nhau à? Ui, thanh niên này kiểu ngáo mẹ rồi anh em ạ, tính cầm dao chơi tôi chứ lại. Ui, thì đấy, ok ok, mạng đầu tiên nha, rất là đơn giản luôn đúng không nào? Ây, thằng kia chạy đâu hả? Ui, mình lại sợ chúng nó quá cơ. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì các bạn đừng quên là hãy đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video giúp mình nhá. Thank you mọi người. Yes. Ui, qua bên này đi. Ờ, à, đây à? Ui, làm sao đấy hả em ơi? Cái đậu xanh này thì cơ bản là trong cái chế độ này thì nó có cái súng dây móc, thế nên là khá là thú vị luôn anh em ạ. Các bạn có thể là di chuyển theo ý thích của anh em nhá, rất là đơn giản luôn. Đặc biệt là leo trèo mái nhà cứ phải gọi là như siêu nhân luôn. Ok, đây, nói chung là mình phải né né bọn này ra tí anh em ơi. Mục tiêu của chúng ta là kiếm thật nhiều bom gạch. Lúc nãy thì mình đã phải xài mất một cái rồi. Ai, và thế là hiện tại thì kẹo chỉ có 5 cái bom gạch thôi. Với 5 cái bom gạch thì nó khá là ít anh em ạ. Tức là chúng ta chỉ xây được một cái tháp nó rất là thấp thôi. Phải lượm thêm thế nào? Ui, bây giờ là 9 à? 9 cái bom gạch thì nó vẫn đang còn ít lắm mọi người ơi. Phải lượm thêm rất là nhiều nữa nha. Ok, chỗ này có không đây? Ui, cái sai này không có cái bom gạch. Ui, chán thế. Đậu xanh, thế này hơi chán rồi. Rồi nha. Ui, đứa nào lấy xe đấy? Đứa nào lấy xe gần đây đấy? À, tôi cứ phải lên nóc nhà cái đã. Nào, để xem thằng nào lái xe vả luôn chúng nó. Cơ bản thì khi ở trên cao các bạn có một cái góc bắn vô cùng là tốt nhá. Mà mẹ hiểu sao thằng bé lại còn móc lốp tôi nữa. Ui, vãi, giá thế còn đúng 3 máu này. Trời ơi, ông nào bảo chơi trên xe vừa Thái Lan không gắt đi này. Tôi chưa làm gì cả nhá. Ui, mới chạy sưng sưng tí thôi còn lại 3 máu này. Ê, nói chung thì mình vẫn khá là hên và hiện tại thì vẫn đang còn xấu nhá, để còn lát nữa còn làm thí nghiệm cho anh em coi cơ mà. Ây, mình có được 10 cái bom gạch thôi, phải lượm thêm cơ. Ở đây mình sẽ vứt bớt đồ đi và lượm thêm bom gạch này. Đó, hiện tại thì mình có 13 cái bom gạch rồi. Mình không lượm cái giày bật, đơn giản là giày bật thì nó khá là khó nhảy, kiểu như là nhiều khi anh em nhấn lộn hai lần cái là thôi xong là toang luôn anh em ạ. Mà hình như là có thằng nào ở trên đúng không nhở? Ơ, vãi trưởng nhở? Sao kẹo không thấy anh em nhở? Thôi kệ nó đi. Ai, thôi kệ nó đi anh em ơi. Nói chung là cẩn thận tí. Mày này, cái đậu xanh này, vào đây. Cái đậu xanh này. Ui, tuổi gì em? Yo, cực kỳ đơn giản. Và đây, bây giờ đây thì kẹo đã hạ gục được 3 kill rồi nha. Thằng này có, à, nó có bom gạch nè. Ngon anh em. Thế là lại có thêm bom gạch rồi, khá thú vị nhá. Xem là kẹo có bao nhiêu giờ này. Đó thì mình cũng tranh thủ lượm thêm đạn súng trường, lượm thêm đạn súng tiểu liên. Ui, vãi trưởng. Vì là toàn bị mấy thằng địch nó bao vây thôi, nên là anh em cứ phải chuẩn bị đạn súng trường, đạn súng tiểu liên đầy đủ. Không là toang đấy anh em ạ, không là toang đấy. Đấy, cuốn phun cây đã. Mình có 17 cái bom gạch rồi. Đó, rất là nhiều rồi anh em ạ. Thế này thì tha hồ mà xây dựng tháp luôn nhá. Lo gì nữa hả? Ok, lượn lờ qua bên này này xíu này. Ơ, đấy đấy, anh em thấy cái họa ký hiệu bắn súng nó rất là gần luôn.
Và để kiếm thêm mông gạch thì mình nghĩ là mình sẽ hạ gục thêm chúng nó. Biết đâu được là chúng nó cũng lượm rất nhiều bom gạch thì sao anh em? Và anh em chỉ việc là hớt tay trên thôi, nó rất đơn giản đúng không? Ok. À, thì ra là thanh niên vừa bắn đang ở đây à? Mày này làm gì thế hả? Mày này làm gì thế hả? Ui dồi ôi, cái gì đấy? Ok. Bên server Thái Lan này thì ping của nó ở 75 cơ. Đó, ping từ 75 đến 100 này. Nếu mà lúc nào thấp thì nó cũng phải 50, nên là đôi khi là chơi game nó hơi lag lag xíu. Cũng như là phải nói là vớt tâm nó hơi bị khó khăn luôn, đơn giản là ping nó bị delay ấy. Nhiều khi mình bắn là nó hiện đam lên rất là nhiều nhưng mà địch nó lại không chết nữa cơ. Đấy, mình toàn toang. Và anh em có thể thấy không ạ? Trang bị rất là cùi, hiện tại thì mình đang chơi một con nhân vật Andrew và mới chỉ có một khe kỹ năng. Thế nên là anh em ơi, nếu như các bạn tích cực xem video đó, anh em tích cực xem những nội dung mà Kẹo làm về cái server Thái Lan ấy, thì ok, tôi sẽ đầu tư cái nick Thái Lan nó xịn xó hơn tí. Chứ bây giờ thì nói thật với anh em là có tiền đâu mà đầu tư vào nick Thái Lan. Bởi vì là hôm nay mình cũng có đọc được comment mà các bạn bảo là anh ơi, anh đầu tư vào nick Thái Lan đi. Em ơi, người ta đầu tư người ta sinh lời cho em ơi. Bây giờ là anh làm YouTube này, mọi người không xem video mấy thì làm gì mà có tiền. Đấy, làm gì mà có tiền để mà nâng cấp cái nick. Rồi nha, ok. Thì mình sẽ bắt đầu xây những cái bậc thang đi lên từ đây. Đó, còn 15 cái bông gạch này. Đó, xây để làm thí nghiệm nha. Tóm lại là mình sẽ xây một cái tháp rất là cao. Sau đấy thì mình sẽ gọi drone thính. Được chưa anh em? Và công việc đơn giản là sau đấy các bạn phá những cái tường gạch. Và ok, drone thính vẫn nằm đó. Đó, cái thính mà anh em gọi vẫn nằm đấy. Các bạn chỉ việc đứng lên thôi. Ok, hôm nay nhá, chỉ cho anh em nhá. Phải nói là nó cũng là một cái góc núp bá đạo luôn. Người ta gọi là góc núp trên trời anh em ạ. Đấy, các bạn thì thú vị chưa? Mình sẽ dựng thêm đã. Ok nè, nhanh nào anh em, nhanh nào anh em. Nhanh không bo thu lại chạy xoắn quẩy đúng không? Ok này. Đấy thì các bạn sẽ dựng những cái tường gạch ở góc chéo nhá. Bom gạch anh em dựng ở góc chéo nha, góc vuông ấy. Đó thì anh em sẽ có thể là trèo lên được bằng cái súng dây móc. Nếu như mà anh em dựng sắt quá thì anh em không trèo lên được đâu. Ok chưa? Đấy, cực kỳ đơn giản đúng không nào? Và cái tháp của mình thì mình thấy là cũng tương đối cao rồi đấy. Oh, bây giờ hình như là cao ngang cái tháp thung lũng rồi. Và còn tận 6 cái bông gạch cơ mà anh em. Nên là tôi sẽ xây cao hơn. Tất nhiên là phải cao hơn tháp thung lũng rồi, anh em yên tâm nha. Ok nhá. Ui, máy bay kìa, máy bay kìa. Let's go nào anh em. Lên. Đấy, máy bay nó thả thính kìa, ở trên này kiểu cao vãi ra này. Có bay qua đây không? Ô, nó mất rồi. Đấy, kiểu như là máy bay thả thính thì nó chỉ bay một đoạn thôi anh em ạ. Ok nha, vào đây. Lên nữa nào. Đấy, rất là cao rồi anh em ạ. Và tầm này thì còn lại 4 cái tường gạch, nên là mình sẽ tiếp tục mình dựng nha anh em ơi. Ok này, đấy. Tiếp tục xây thôi anh em ơi, xây thật là cao luôn nào. Đây nhá. Ok nữa nè, chuẩn bị lên nào anh em. Oh man, rất là cao rồi nè. Ok chưa? Phát nữa này. Đấy, ui dồi ôi, anh em thấy tôi xây dựng quả tháp cao không? Hay anh em lại bảo là không cao đi thì ui dồi, nó cứ phải gọi là cao vãi trưởng nhở. Ơ, có người này. Mày này, à thanh niên này. Thanh niên này, chơi dơ này. Ai lại nằm ở trên tháp thế em ơi, ui dồi ôi. Thanh niên chơi dơ để sống dai đi mà. Thanh niên. Chết cười anh em ạ. Ok nhá. Như vậy là mình đã hết sạch rồi. Hết sạch những cái bom gạch rồi. Và mình sẽ gọi drone thính đi. Ném chỗ này đi. Ui, chết mẹ rồi, mình ném thế. Không biết là thính nó có rớt ra ngoài không. Mình mong rằng là thính nó sẽ không rớt ra ngoài anh em ạ. Thính nó rớt ra ngoài thì hơi bị chán luôn. Rồi nhá, chờ thính rơi thôi, chờ thính rơi thôi. Mà mình ném không cẩn thận xíu gì cả anh em ạ. Không sao, không sao. Rồi nhá, thính đang rơi rồi nhá. Sợ vãi nhở. Ui, có khi thính rơi xong là nó lại còn nó đè chết mình anh em ạ. Mình sợ thế anh em. Cơ bản là gọi ngay cái chỗ thành. Ui ui ui. Ui, nó lăn xuống anh em ạ. Tưởng tí nữa mất thính không sao nha. Thính thì vẫn còn đây thôi. Ui, tôi cứ tưởng là tí nữa mất thính cơ. Ở chỗ này thì đơn giản thôi. Mình sẽ xuống dưới trước. Sau đấy là phá cái tường gạch ở chỗ này nè. Đó, sấy thật căng nào anh em nào. Đã có dấu hiệu nứt rồi nhá. Ê, phá nó thôi. Ơ, hình như là không phá được anh em ạ. Ui dồi ôi, thế méo nào. Làm sao mà nứt xong rồi bây giờ kiểu bắn không được nữa nè. Và ai trưởng này chơi gì. Kìa kìa, đậu xanh kìa anh em kìa. Tôi bắn mãi mà cái tường gạch nó vẫn còn nguyên luôn.
Ui, vãi. Gì đây? Mình thật là sấy ok mà anh em, mà không hiểu sao kiểu hôm nay sấy không được ạ. Ui, thôi mình lên trên tạm cái đi. Đấy, anh em thấy không ạ? Các bạn có thể là đứng trên cái thính này nhá. Trông cực kỳ là hay ho đúng không? À, chúng ta có một cái bụi cây. Bụi cây trông ngộ ghê á. Ok. Và đây, mình vừa trang bị cái nòng giảm thanh rồi nhá. Thì các bạn có thể là ngồi trên này một vị trí khá là cao. À, tức là anh em ở trên nhá thì anh em bắn được nè. Oh, dễ nhở. Đấy, hôm nay nha tôi chỉ cho anh em nha. Có một cái góc núp ở ngay trên cao nha. Drone thính nhá. Cái này là cái thính mà anh em gọi nhá, nằm giữa trời luôn này. Đấy, ui. Anh em bảo có thú vị không? Phải nói là hơi bị thú vị luôn anh em ạ. Rồi nha, ok. Đây nhá, và anh em có thể là đây, trèo lên trên này. Ui, đấy, anh em thấy tôi gọi là trèo lên trên không? Thú vị không? Hơi bị xịn xò luôn không nào? Ok, quần máu đã. Lúc nãy thì nó hơi hao máu. Và ở trên này thì phải nói là một cái góc núp nó khá là vui. Đấy, không có trò gì để nghịch cả. Thế nên là tôi sẽ xuống hẳn dưới này đi. Đây, mình sẽ bắn cái này. Ok nhá. Bắn luôn, xong tí nữa tôi dùng cái súng dây móc. Tôi leo thẳng lên trên hòm thính này. Đây 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 anh em nhìn nhá. Ok chưa, hòm thính ở trên đúng không? Rồi nhá. Các bạn thấy chưa ạ? Thú vị không? Súng dây móc đi rồi. Ui, đấy. Trời ơi, hơi bị xịn sò ra nha anh em thấy không? Hiện tại thì mình đang ở ngay trên hòm thính rồi nhá. Ui, phải nói là một cái vị trí. Anh em mà núp trên này thì đúng là địch nó bó tay công ạ. Đấy, thú vị không? Nếu như các bạn thấy thú vị, đừng quên hãy nhấn nút like và đăng ký kênh nhá. Ok, Kẹo sẽ cập nhật rất là nhiều video cho anh em coi đấy nhá. Nhảy chơi chơi vậy. Hết trò nghịch nên là tôi nhảy chơi chơi thôi. Đấy, đang đứng ở ngay trên trời luôn mà anh em ơi. Tôi cố gắng kiểu như là nhảy rậm xuống nhưng mà cái thính nó vẫn còn đấy thôi. Đấy, nó cứ phải gọi là hơi bị cứng luôn nhá. Yo, và đây anh em thấy không ạ? Chúng ta còn nhìn thấy kiểu như là bo nó thu vào đấy nhá. Oh man, bo thu lại này. Trông VIP không? Anh em công nhận xịn xò không? Hey. Ơ, nhưng mà tôi mới bo. Ui, cái đậu xanh. Thế thì phải nhảy vào trong bo thôi. Ui rồi ôi, thế nào? Tôi tưởng tôi trong bo chứ anh em. Lúc nãy kiểu đã căn rồi nhưng mà vẫn bị lệch. Rồi nha, ok. Và bo cái anh em ạ. Ok nè mọi người. Trời ơi, công thể thính cao. Nhưng mà tôi phải cuốn máu đã. Nhảy từ trên cao như thế, may là vẫn còn máu anh em ạ. Tôi nghĩ là phải đai gì cơ. Nhưng mà nhân vật của chúng ta vẫn còn máu. Và chỉ cần là quần máu là chúng ta lại thoải mái chiến đấu tiếp luôn. Ngại gì đúng không nào? Ui, chế độ xây và trượt này chúng nó xây nhiều tháp quá anh em ạ. Đứa nào cũng kiểu xây tháp à? Ồ, hay quá nhở. Ok ok ok. Toán mấy thanh niên người ta gọi là thích xây tháp à? Được rồi. Tầm này có lại ba đứa nhá. Đi tìm chúng nó thôi. Nhưng mà cơ bản là đạn súng trượt thì mình không còn cơ. Trông chán thế anh em ơi, không kiếm được đạn súng trường. Thôi, thế thì lấy tạm cây MGL-140. Hiện tại thì mình đang sở hữu combo súng là MGL-140 này. Với lại thì một cái cây súng móc nhá. À, khả năng cao ở trên có người không ạ? Lên trên nha, lên trên nha, lên trên nha. Lên trên này, hóng nào. Ui, thế này ở trên không có ai rồi. Còn có 3 thằng thôi cơ bạn, tôi nghĩ là chúng nó chạy rồi. Đó, anh em có thể là dùng súng dây móc các bạn treo xuống dưới, cực kỳ đơn giản nhá. Không mất máu nhá. Đấy, tôi bay nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà kia vẫn cứ gọi là ok anh em ạ. Rất là thú vị luôn đúng không nào? Chắc là mình lên trên xíu đây. Yes, cố gắng nào. Cố gắng lấy top 1 cho nó máu nào anh em nào. Ui, để. Ông nào cũng thích xây tháp cơ. Ok ok, hay quá nhở. Rồi, mấy ông cứ bình tĩnh. Ui, vãi trưởng, bắn giá thế. Đừng anh ơi. Bắn giá thế anh. Ui, đậu xanh thanh niên kìa. Ba mày, tao có phóng lựu nhưng mày toang rồi nhá. Ui, bắn hơi cao rồi, bắn thấp xíu anh em. Thấp xíu này. Mày này, ui nó nhảy đến trên kìa. Ui, nó nhảy đến trên thế sao ăn được nó. Cái đậu xanh. Nó nhảy mãi chỗ này. Khó ăn rồi anh em ơi. Không ăn được rồi, đậu xanh nghĩ nó chán nhở. Ok 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 câu. Tôi sẽ trèo lên luôn này. Mày này, mày tưởng mày thoát được hả? À, anh xem chú mày ở đâu nha. Ok, lên nữa này. Lên trên này thì nó hơi bị mắc kẹt. Ok ok. Thấy rồi nhá. Mình thấy vị trí của thằng bé rồi nhá. Ui, chết mẹ rồi. Nó chặn lại rồi công ạ, méo hiểu sao. Chơi kiểu này thì làm sao mà tôi lên được. Đậu xanh. Thằng bé kiểu chơi khoai vãi luôn anh em, nó chặn lại luôn này. Ui dồi ôi, cái đậu xanh. Cái đậu xanh chứ lại thế này thì sao chơi anh em. Ui, vãi trưởng nhờ.
Vãi, hình như là ở dưới có người. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Tầm này tôi không còn máu để mà bơm nữa cơ. Ui dồi ôi, thế này, cậu ông chơi thế này chết tôi à. Thôi bay sang bên này cái anh em ạ. Yo, từ từ anh em nhá. Bay xuống này. Đấy, ui dồi, không mất máu nè, ngon không? À kia rồi, có người nhắc, có người nhắc. Mày ăn đã. Ui dồi, mà bắn kinh thế. Toang rồi, bye bye anh em nha. Hẹn gặp lại anh em sau nhá.